Mấy nay em có coi một cái clip của bà mẹ của bà Nắm ở bên Mỹ anh. Nghe nghe giang Bà hồ Nắm đồn à? bảo là bà cứ đòi về Việt Nam hoài à, bà nói là bà sống không có được ở bên Mỹ. Bà nói qua Đúng đây rồi, chuồn quá, không wow. có nói được tiếng gì hết mà không có ăn mà nghe Thực nói là chính phủ Mỹ không cúp rồi, chuẩn bị là cúp cái welfare của gia đình bà rồi. Hình như được có 1 tháng 2 tháng gì đó, tháng thứ ba thứ tư gì ra là bắt đầu mà là hai mẹ nữa con bầu là chui ra ngoài bà Lan. mẹ Nguyễn Ngọc Như Lâm Quỳnh nó lại sống ở cái bang đấy, nó ít người Việt, mà ít người Việt không có cộng đồng thì bà ấy buồn là phải rồi, khác gì tù giam lỏng, bà đi than ra ngoài không biết tiếng. bà nói, Nói chung là dạ bà nói trời ơi sao mà ở đây nó buồn nó cô đơn quá, nó không có cái gì hết rồi hả, trời ơi tháng nào cũng phải đi làm kiểu này sao sống đây tùm lum la, bà đòi về mà trời ơi, hỏi ơi bây giờ ai mà dám rước bà về nữa mà cũng không về được nữa. thì đúng rồi, Không ai cho bà thì có về thể về được, bà ấy về là về được, cô có Lấm thì không về được chứ bà ấy chắc là về được, được. à bà mẹ cái gì, đúng rồi bà mẹ thì về được, bà mẹ bà có con tội Nắm tình gì đâu. cái Nắm hay là một cái đám mà đã được nhập tịch, không anh đã được đưa sang đó thì nói chung là không ai muốn đưa về. Thì Không đang nghe bác đây cô mẹ, em cái hình dung, em cứ hình dung rồi nè, ví dụ giờ em đổ cái rác ra ngoài đường rồi xe rác nó hốt đi, rồi mai mốt nó kêu là dơ quá nó đưa trả lại em có dám nhận không? Dám nhận đâu. Ghê. không Nhận người tôi đổ đâu, đem về nước mình tôi ví đâu có rác chỗ thì đổ. ví dụ như là nói với Nam Phong này, rác thì ví dụ như là Lấm nhất thì mình sẽ không bao giờ đón nhận về, nhưng mà bà mẹ thì với cái chính sách nhân đạo của Việt Nam thì Rồi, nếu nãy bà em ấy có nói ý về định cái về thành thì phần vẫn đó cho về đó. thôi. Mấy Giống như nãy cả là cả hai đứa con Nắm của mà Lấm nhưng mà muốn về thì người ta vẫn cho về thôi, chả có gì, mình đâu có phải thấy là thấy bà nói thì mình có nhân thấy văn bà mà sống nói có thì nhân cũng tội văn cho gì. bà ấy, nhưng thấy bà cũng Ý tội là cho bà, nhưng bây giờ ai biết được nói con cái bà đó cầm đầu chống vô làm cái phá chuyện nó thất đức thì bây giờ là chịu hanh, thực sự nha. chứ giờ biết sao Ừ. giờ. Lắm hay là gì ta, Bạch Hồng Quyền rồi mấy thằng đó, mấy thằng đó thì ai mà nó có quá xin lạy lục cho về cũng không ai dám nhận. Nói chung là rác thải độc hại không phải rác bình thường, khó phân hủy lắm. Lại nói cùng Lắm thì bà coi như là cái bà mẹ Lắm thì coi mẹ của con Lắm thì coi như là cái làn đi chợ, nhưng mà lại cái làn ấy được rác thì thôi bây giờ mang về tẩy rửa đi cũng được. Bà ân hận về là phải ân hận là sinh ra cái ruột rác, cái coi như bà là cái túi đựng rác thôi, tái tái Dạ sử dụng vẫn giờ giờ được. nói chuyện tới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á thì mới nhớ cái trước khi mà ở Việt Nam chống chống phá xong rồi được bên hải ngoại đó, chống cộng bên đó nó tung hô ghê lắm, mẹ nắm, mẹ mẹ nắm rồi là vì gì ta, vì tự do nhân quyền rồi. Rồi qua đó đón rước thì nói chung là đủ các kiểu. Được thời gian thì mẹ Nắm đó thì bắt đầu mới cái vụ mà nói về Donald Trump mà chống phòng chống Covid đó, cuối cùng là quay sang tẩy chay. Nhà Quá tới hài lắm, đây mà có nghĩa chính phủ là Mỹ nó không trợ cấp nữa thì một mình mà đi nuôi 2 con với một mẹ thì vất vả cũng chịu sao nổi, mà nhất là cái sao cộng nổi. đồng nó đã tẩy chay rồi. Nhưng dẫu sao thì mình nói nó là cái đứa Nấm nó chống phá, nhưng nó cũng 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 dám nói lên những cái câu chân thật, nó Đúng dũng rồi, cảm, nó nói được dám cái nói câu là về nước Mỹ tổng không thống hề vĩ Trump một đại như cái ta tưởng, và nó dám nói ông Donald Trump như thế này thế kia. Nhưng mà thực ra thì rồi. chúng nó trao giải gì cho Lấm có biết không, giải báo chí tự do với cả ấy, nhưng mà thực ra đến khi mà cất lên tiếng nói thật thì có được tự do đâu, chúng nó đánh phá cho như Nói thế làm tự sao do gọi là bị nó tự do đè. ngôn luận. Đúng rồi, nghĩa Nếu mà tự do ngôn luận là thì người ta nói gì thì nói. đối với cái những cái thành phần cùng Mỹ hay là chống cộng cực đoan bên đó thì nước Mỹ là phải tung hô, không ai được phép chê nước Mỹ hết á, nếu mà nước Còn Mỹ mà chê nước Mỹ là anh coi nói với các chừng. em như rồi tới đây á, cái bọn chống Biden ấy, nhưng mà khi tới qua cái ngày 20 tháng 1 này ông ấy lên làm tổng thống thì cuối cùng chúng nó lại xoay ra cứ tổng thống là phải tổng thống của Mỹ là phải vĩ đại ấy. Cũng cũng chả còn thằng nào chống nữa đâu. Thì đúng rồi, Anh khẳng định luôn rồi vì chúng nó luôn luôn là phải tung hô. cái nhiệm kỳ trước á, cái nhiệm kỳ trước là cái đám chống cộng cực đoan bên Cali á, nó ghét ông Trump lắm, cái lúc mà bầu cử với bà Hillary
tên các anh chị có coi một cái clip bài hát không, hát Dạ các cái ca sĩ có anh ngoại coi. đó ca ngợi ông bà Hillary, trời ơi, hát sáng tác bài hát đúng mà. Thế hồi ông Trump lên bắt đầu bợ bợ ông Trump, tại vì cái mông ông Trump cũng hơi bự cho nên là bợ hơi nặng. Mà thôi 4 năm rồi, giờ ông Trump ra xuống thì chắc chuyện mà bợ ông Biden thôi, chứ giờ sao bản chất rồi, ai bợ được thì ráng bợ ngày nào bợ hai ngày đó, chứ giờ không bợ thì giờ đi đâu giờ. Mà anh Phong ơi, em nghĩ Hả? là vậy nè, em nghĩ là từ cái cuộc bầu cử Mỹ này từ đây về sau á, thì các cái ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ viết một cái câu slogan thế này nè: tất cả người Mỹ đều được quyền bầu tôi, nhưng cờ vàng không được bầu. Đóng ngoặc, mở ngoặc, đóng ngoặc đàng hoàng luôn, tại vì cái nhóm này bầu ai cũng rớt à, cứ bầu ứng cử viên nào cũng rớt à, cho nên phải đóng mặt, mở mặt ghi là đừng có bầu, nhóm nào ai bầu cũng được hết ra, nhưng mà nhóm cờ vàng đừng có bầu, phải ghi như vậy nè, À, rõ ràng. Phạm Đăng Huy ơi, anh chỉ cho cách xóa bỏ Đảng Cộng sản nhé. Nhà em chưa có bảng thì em mua cái bảng đen về, xong mua phấn trắng và viết là Đảng Cộng sản, xong em cầm cái giấy lau lau xóa. Mà muốn lật đổ Cộng À, sản thì em cũng viết chữ Đảng mấy Cộng sản, xong em cháu xoay cái bảng lại là nó lật mà. mấy cháu mấy cháu ăn mì gói bên Cali nè, tổng thống Mỹ mà chưa dám mở miệng nói cái câu lật đổ cộng sản, các cháu là gì mà dám mở miệng ra nói. Nhìn lại mình đi, lật gì mà nửa thế kỷ nay mà có lật nổi đâu. Về lật giùm cái giường đang ngủ của tôi được nè, còn trình tới đâu mà rồi lật cộng sản. Nếu mà lật thì lật lâu rồi, Coi mà như ngay cái cả trong nội bộ nước Mỹ cũng đầy cộng sản. bọn mà chống cộng cực đoan ấy, ở bên kia chúng nó coi như là bẻ chữ ghê gớm lắm. Ông Trung hình như ông gì phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, ông nói là nước Mỹ sẽ không theo cái con đường xã hội chủ nghĩa, mà coi chúng nó bẻ ra, nó bảo là coi như là ông Trung ông phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bảo là ông Trung sẽ lật đổ Đảng Cộng sản, hiểu không? Mà tôi xin lỗi, bây giờ mình chỉ là những người dân Việt Nam hiểu biết về chính trị một tí thôi, những nhà lãnh đạo ví dụ của các cường quốc người ta không bao giờ người ta lại nói một câu ấy ra trước toàn dân thiên hạ như thế. Ví dụ người ta có thực hiện, người ta thực hiện ngầm rồi, hiểu không? Nhưng mà bây giờ người Người ta ta ghét người ta còn đẩy lên đánh tất cả các nước, ví dụ Việt Nam, ví dụ Trung Quốc cũng trong chế độ cộng sản, mà ông Trung ông sang Việt Nam ông nói là hiện nay ông tôn trọng cái thể chế chính trị ở Việt Nam, đúng không? Cái tay cùng là mấy thằng ba que ba cẳng mà chúng mày coi như toàn con bẻ chứ mà nói lung tung. chẳng bao nói giờ bây chung giờ là người ta còn đi 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 lật cái chế độ.